Xin kính chào quý vị khán giả. Quả thật không hề dễ chịu khi những ngày này chúng ta đang phải chịu đựng cái nắng nóng bao trùm hầu hết các khu vực trong tỉnh, với nền nhiệt độ trung bình trong ngày đã tăng lên khá cao so với những ngày trước đó. Thậm chí là nhiều khu vực trong tỉnh, nhiệt độ cao nhất đã lên tới 33 đến 34 độ C. Cũng do nền nhiệt tăng nên tại khu vực các huyện vùng núi của tỉnh chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất ở mức 14 đến 16 độ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vẫn phải chịu đựng nắng nóng và không khí khô hanh thêm vài ngày nữa. Bởi theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thì đợt nắng nóng này còn kéo dài đến cuối tuần này. Đặc biệt là khu vực Đông Bắc và Tây Bắc được dự báo sẽ đạt đỉnh nắng nóng đầu tiên của năm 2015 với nhiệt độ lên tới 38 độ C. Sau đó là khoảng từ ngày 23 tháng 3 trở đi thì trời mới dần dịu mát trở lại. Điều này càng được khẳng định bởi theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, đêm 17 và ngày 18 tháng 3, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây bị nén yếu bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, áp và độ ẩm giảm, rất có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ ở khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía tây. Như vậy, người dân ở các huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần sẽ phải có biện pháp phòng chống nắng nóng cục bộ để đảm bảo sức khỏe cho con người cũng như đảm bảo hoạt động lao động sản xuất, nhất là trong việc gieo trồng vụ xuân hè 2015, đảm bảo kế hoạch và hiệu quả. Thời tiết của các khu vực được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực này ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất là 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình là 70%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía tây. Khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, độ ẩm trung bình là 65%. Khu vực vùng núi thấp. Khu vực này mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm trung bình là 70%. Riêng Bắc mây là 18 đến 20 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang đêm 17 ngày 18 tháng 3 năm 2015 đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.